Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình có cái bài này để cùng học với mọi người. Đó là bài Describing Character. Chữ này nhắc lại với mọi người ha. Chữ này đọc là Care. Tại vì chữ CH này phiên âm thành chữ K, chứ nó không phiên âm thành chữ chờ. Nó là Character. Ở đây mình có luôn phiên âm cho mọi người nè. Character. See? Character. Đúng không? Character. Character. Là nói về tính cách, miêu tả về tính cách của con người. Bài này có bài nghe và từ vựng trong cái bài cũ cũng có, trong quyển sách cũ cũng có rồi. Thì mình trong đây chủ yếu là ôn lại và có một số từ mới thôi. Thì nói về tính cách của con người, người ta có một câu hỏi như sau: What are you like? Thì là bạn là người như thế nào? Mọi người cảm thấy ở đây nó hơi quen thuộc với câu hỏi là bạn thích cái gì. Câu hỏi bạn thích cái gì thì phải là what do you like. Còn đây what are you like thì chữ like bây giờ nó không có nghĩa là thích, mà nó nghĩa là như thế nào. What are you like, bạn là người như thế nào. Tuy nhiên câu này không được hỏi lúc mà giao tiếp đâu, phải không? Không lẽ mình gặp người ta mà hỏi ê bạn là người như thế nào, bạn có tốt hay không, sao mà hỏi thẳng mặt như vậy được. Thường là mình sẽ dùng để hỏi một cái người khác. Thứ ba, mình nói chuyện với người này, mình hỏi về một cái người kia, đúng không? Thì lúc đó câu này sẽ được dùng thường hơn nè. What is she like? Cô ấy là người như thế nào? Hoặc what is he like? Anh ấy là người như thế nào? Hoặc là what are they like? Họ là người như thế nào? Khi ví dụ như mình nói chuyện với bạn mình về những đồng nghiệp trong công ty thì các bạn sẽ hỏi là họ là những người như thế nào? Rồi ha, là để xài được chứ gì. Còn câu bạn là người như thế nào hoặc là tôi là người như thế nào thì tự dưng đi hỏi vậy kỳ quá. Tự nói chuyện rồi cảm nhận đúng không? Rồi, tiếp theo mình sẽ đi thẳng vào phần miêu tả character luôn. Describe your character. Rồi, choose the number that describes you. Hãy chọn con số mà nó miêu tả bạn. Cái này giống như bài đánh giá tốt. Excuse me. Tốt hay không tốt? For example, ví dụ như là in the first line, cái dòng đầu tiên này nha. Đây, cái đầu tiên là cái này nè. Để mình cho nó to hơn một xíu xíu nữa để mọi người coi cho nó dễ hơn. 160 zoom đi. Ôi chà. Ok, yeah, tốt nè. Rồi, ở cái dòng đầu tiên thì nó có 5 điểm. Số 1 là rất là như vậy. Số 5 là không có như vậy. Tới từ 1 tới 5 nha. Ví dụ như bây giờ nha. I think I'm very positive. Positive ở đây là người tích cực. Ok. Để mình coi nha, mình cho mọi người coi cái phát âm này luôn. Từ này mình nghĩ là mới nè. Hồi trước ít có cái này lắm. Positive. Có thể là positive. Positive. Đây là positive là của giọng Mỹ. Positive. Positive là của giọng Anh. Ok. Positive thì cái này là tích cực. Người mà tích cực tức là luôn nghĩ về những chuyện tốt đẹp. Đây người ta thích cho mình nè. Alright, đây là số 2 không? Believe that good things will happen. Là những cái người mà luôn tin rằng điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Hay là những người lạc quan đúng không? Tích cực hay ở đây mình có thể hiểu là lạc quan được chưa nè. Đấy thì có nghĩa là nếu bạn chọn số 1 thì bạn là người rất là tích cực. Còn nếu càng dần về số 5, số 5 thì sao? I'm quite a negative person. Thì ngược lại là người tiêu cực mà đúng không? Đó, mấy bạn chọn coi mấy bạn được mấy điểm. Các cô chú anh chị chọn vô coi mình được mấy điểm trong phần này. Đây, cho mọi người coi cái phát âm luôn. Thì negative và negative đúng không? Hai cái âm cuối này. Negative. Mỹ nè, Mỹ đọc negative. Anh. Negative. Negative là anh. Tiv là anh, điều là Mỹ. Negative, negative. Cái nào cũng đúng hết đó. Rồi, đừng đọc negative là được. Đừng đọc negative, đọc negative. Có nhấn vô người ta mới biết. Bạn đọc negative là không biết nha. Bạn có thể đọc negative cũng được. Nhưng đừng đọc negative, đừng có để cho nó ngang là được. Negative. Negative. Rồi, thì mình thấy cái này giống đáp án của mình. Mình rất là tích cực. Vậy thì tốt đẹp nó cũng sẽ xảy đến thôi. Đừng có nghĩ tới cái gì nữa hết trơn á. Cho cuộc đời mình nó kém may mắn. Đúng không? Mình cứ nghĩ vậy tốt hết đi để mình may mắn mà. I think I'm very positive. I think I'm quite a negative person. Rồi, có thể tích cực, có thể tiêu cực. Tiếp theo nha. Rồi, I am usually reliable. Reliable. Bây giờ mình sẽ coi cái phát âm của nó nha.
Đây. Reliable. Reliable là rely á mọi người, thất nhấn chữ lái nha. Reliable. Reliable. Đó. Reliable. Reliable là tin tưởng. Tin là bảy bảy tin tưởng là động từ đáng tin, đáng tin. Tôi là người reliable, tôi là người rất là đáng tin. Ok, thì ngược lại nếu mà tôi là người không đáng tin, I'm quite unreliable. Unreliable hay là không đáng tin. Thì cái hai cái đối nghĩa này nó hơi chỉ có hơi khác nhau, thì positive đổi thành negative, reliable, unreliable nó chỉ đổi chút xíu này thôi nha. Rồi tôi gọi là đáng tin, này là không có đáng tin. Ok. Rồi, cái này trong phần nghe chắc có, còn phần từ vựng thì mình không nhớ có hay không, nhưng cái từ phía sau này sẽ có nè. Ok, nói về mức độ đáng tin thì tôi nghĩ là tôi ở mức độ 3 đi. Ok. Thật ra nước trong quá thì không có cá mọi người à. Nếu mọi người mà đáng tin quá, mọi người chân chất quá, mọi người sống không được, phải không? Rồi, tiếp. I'm quite confident. Confident có nghĩa là feeling sure about yourself and your abilities. Tức là cảm thấy chắc chắn về bản thân mình và năng lực của mình, là người tự tin đó mọi người nha. Ok, tự tin. Đọc được không nhỉ? Chữ này chắc có lẽ xuất hiện một số lần rồi đó nha. Rồi, cho mọi người chữ này luôn. Confidence là tự tin. Confident. 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 Anh đọc là confident, chữ con nó hơi nhỏ cái miệng một chút. Còn anh Mỹ, Confident. confident bình thường thôi. Hay là confident, giống ở đầu câu confident, tự tin. Thì trái ngược với người tự tin, I'm quite shy. Shy là người mắc cỡ, phải không? Hay là nhút nhát. Nói về cái chữ nhát á, chữ nhút nhát, nhát trong trong nhát, nhút nhát phải nhát nào, sorry mọi người. Nhút nhát là nhút nhát, chữ T đúng không? Nhát. Ok, mình nghe một số bạn còn nói nhát có nghĩa là lười, lười nhát hả ta? Lười biếng là lười nhát nữa, nhưng mà đối với mình nhút nhát ha, là người mắc cỡ, không tự tin. Thì bạn nghĩ sao? Mình nghĩ là chắc mình là cái này luôn á. Hay là số 1, nói chung là mình đang trong một hoặc hai. Tự tin là mình có thừa. Ok. Rồi, I'm quite confident. Khi mà bây giờ mình dạy ở nhà thôi, chứ còn khi mà mình dạy trên lớp á nha. Lớp càng đông là mình dạy càng sung, mình là càng đông càng vui, mình chưa bao giờ sợ đám đông luôn á. Lần đầu tiên mình lên mình kể chuyện trước đám đông là năm mình học mẫu giáo. Chỉ có sợ duy nhất khoảng chừng 2 phút đầu tiên trong cái cuộc kể chuyện đó thôi, con cái câu chuyện thôi. Còn lại từ đó về sau mình không gì run sợ, và từ đó về sau cái cảm giác sợ đó với mình nó không còn. Nếu mà mình là phải lên mình nói cái gì, phát biểu gì, không bao giờ run sợ luôn á. Cho nên là I'm quite confident. Không biết là kiểu như mấy trăm người hay mấy triệu người thì mình không biết. Chứ nhưng mà kiểu mấy chục người, mấy trăm, nãy mình nói nhiêu, cả ngàn người, cả triệu người mình không biết, nhưng mà tầm 100 người đổ lại là thoải mái luôn mọi người. Không sợ ai hết á. Rồi, I'm quite confident. I'm quite confident. Hoặc mọi người nhút nhát, mọi người không nói, dám nói gì hết, mọi người là I'm quite shy. Thực ra mình cũng hiểu cái sự tự tin là mình lấy ở đâu nữa, tại vì cả ba với mẹ mình không có ai mà như vậy luôn á. Không ai như mình á. Rồi, tiếp theo. I am hardworking. Nghe hardworking, nghe work là biết rồi, là chăm chỉ, được chưa? Hard working. Thì á, tới đây mình còn sợ mọi người, có nhiều người họ đọc không ra chữ hard, đến giờ cảm thấy chữ hard nó vẫn còn rất là khó đọc. Tại vì nó là bản thân nó là chữ khó thật. Thì mọi người làm sao biết không? Mọi người sẽ làm động tác như vậy. R, đọc chữ R trước cái đã. Xong. Nên mọi người sẽ đọc như vậy. Hard. H-O. Đầu tiên mình đọc R. Từng bước nha. R, xong rồi H-O. Hard. Xong cuối cùng là chữ D. Hard. Nó không phải là ha. Nó không phải là hát. Nó là một quá trình từ ha qua hát. Là từ ha rồi hát luôn. Đó. Hard. Hard. Nó phải kéo ra. À, nó không quan trọng cái đáp án. Người Việt Nam mình sẽ phát âm là ha hoặc là hát một tiếng. Còn tiếng Anh thì mình cảm giác nó không phải là một chữ duy nhất, mà nó là hai chữ gộp lại. Hard. Nó chỉ cực khổ vậy thì nó cực khổ vậy thiệt. Nó phải như vậy. Hard. Mặc dù người ta đọc nhanh, nhưng người ta vẫn có đủ thời gian để lướt hai hai cái này lại. Hard.
Đây, hard working. Tôi rất là chăm chỉ thì Trinh không nghĩ là Trinh chăm chỉ đến mức độ đó không đâu. Nhưng lười biếng thì tuyệt đối là không có rồi đó. Thì là lười biếng mọi người biết rồi, lazy, lazy. Rồi chăm chỉ nha, mình đánh mức độ mình số 3. Ok, mình vừa vừa thôi. Lúc chơi lúc làm, cần thiết thì làm, không cần thì chơi. Không có tuyệt đối một cái gì hết á. I'm hard working. Ok, I'm quite lazy. Tôi vừa chăm chỉ nhưng mà tôi vừa làm biếng. Khó quá bỏ qua. Ok, tiếp theo. I have a good sense of humor. Cái chữ humor này có hai cách viết nha mọi người. Mọi người có thể viết như vậy cũng được nữa nè. Humor không có cần cái chữ U đó cũng được nha. Đây mình đọc là Humor. 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 Anh đã đọc là humor, humor. Anh nói là humor. Humor có chữ R rõ ra. I have a good sense of humor. Đây là óc hài hước nha. Đây là óc hài hước. Không có chữ óc nào trong đây hết trơn á. Sense có nghĩa là cái khiếu, cái khả năng, cái cảm nhận của mình hài hước. Óc hài hước. I have a good sense of humor. Cái này nó chọn số 5. Ừ, chắc mình nghĩ mình cũng người nhạt nhẽo mọi người ơi, rất là nhạt nhẽo luôn. Thì mình nghĩ mình tầm 4 hoặc 5, mình rất là thích nghe những cái gì mà hài hước nhưng mà bản thân mình nó không được hài hước luôn. Đây, I'm usually quite serious, là tôi khá là nghiêm túc. Đây, chữ nghiêm túc đây. Serious. Đó, serious. Mọi người có thể dùng chữ nghiêm túc hoặc là nói về bệnh tình thì nó là nghiêm trọng, hoặc là một cái tình huống cái gì đó. Serious là nghiêm trọng, có vấn đề, gọi là nghiêm túc, serious. Thì thường bạn nghĩ xem, khi mà có một cái vấn đề đó xảy ra, đâu thể nào mà bạn không nghiêm túc được, đúng không? Ví dụ bạn nghe một cái tin tức gì đó hơi shock, hơi khó tin mà mình cần phải giải quyết. Ví dụ như là mình ai đó gặp vấn đề gì đó thì mình sẽ không thể nào mà giỡn chơi được, mình sẽ bắt đầu nghiêm túc để giải quyết vấn đề, đúng không? Cho nên serious, nghiêm túc và nghiêm trọng. Khi gặp vấn đề nghiêm trọng, người ta sẽ trở nên nghiêm túc. Hiểu như vậy thì nó sẽ dễ hơn. Rồi. Yes. Mình thì cũng không phải là người nghiêm túc quá nhưng mà chắc cũng không có hài hước mấy. Ok, chắc cái này đánh số 4 quá. Mình thích coi hài nhưng mình không có hài. Rồi tiếp nha, I'm usually quite patient. Cái này là năng khiếu của Trinh nha mọi người. Patient là kiên nhẫn, kiên trì. Patient. Patient là kiên trì, kiên nhẫn. Không có dễ nổi nóng. Mình là kiên nhẫn số 1 Việt Nam. Có thể nói là kiên nhẫn lắm. Cho nên là làm cho mình quạo là một cái chuyện rất là khó. Đặc biệt là khi mình đã chuẩn bị tâm lý rồi thì mình sẽ không có thể nào mà quạo được. Giống như là khi mình bước lên lớp với một cái tâm trạng là mình đi dạy rồi, thì các bạn rất khó để làm cho mình bực trong cái lớp đó. Nếu mà bạn thật sự làm được cho mình bực cái lớp đó thì mình nói thiệt bạn luôn, trời ơi, tôi cũng bó tay với bạn luôn rồi đó. Mình thường là không quạo với những vấn đề như là người ta đọc sai hay là người ta mắc lỗi gì. Những cái đó nó không bao giờ làm cho mình bực được. Chỉ có một chuyện, nếu mà bạn không có nghiêm túc, không nghiêm túc nha, thì mình bực á. Nhưng mà ít lắm, thường mọi người đến với tâm thế là cởi mở học hành, cho nên là rất khó là mình bực lên lắm. Và thường là vui thôi. Thì ở đây có một cái nữa, impatient là người không có kiên nhẫn hay là nóng tính một chút, tính nóng, không kiên nhẫn, impatient. Thấy không mọi người, đây là kiên nhẫn là patient, còn không kiên nhẫn là impatient. Đáng tin là reliable, không đáng tin là unreliable. Cái này có học cái cách này gọi là cái tiền tố, thì nó học prefix đó, trong cái cuốn sách cũ, cái bài cuối nó có mọi người ha. Rồi đây mình giải thích hết cái tính từ cho mọi người rồi đúng không? Ở đây á, ở cái phần dưới đây là nó dịch ra của cái phần ở trên thôi. Mình sẽ dịch cho mọi người nghe lại để mọi người đỡ có thắc mắc thôi ha, chứ thực ra nó cũng toàn là cái ở trên thôi. Mình cũng dịch cho mọi người luôn để mọi người biết đâu thích dùng những cái câu này thì mọi người dùng, còn không thì thôi. Không cần phải học nha, chỉ cần học những cái chữ đỏ 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 trên đây giải thích được gạch hồi nãy giờ nè. Thì nó giải thích cho mình là số 1 là cái chữ character. Nó đánh cái dấu số 1 mọi người thấy không? Đây, thì nó giải thích đây nè. What you are like as a person, tức là bạn là như thế nào, như là một con người. As a person, như là một con người, tức là cái tính cách của bạn như thế nào đó. Chứ mình mà dịch sát vô đây thì mọi người sẽ nghĩ là như là một con người thì bạn như thế nào, còn không con người chả lẽ con thú sao, đâu được đúng không?
Rồi, có nghĩa là bạn là người như thế nào. Đó, dịch như vậy mới được nè. Tiếp theo số 2 là nó cho chữ positive, nãy mình nói rồi, là người tin rằng việc tốt sẽ luôn xảy ra. Còn câu số 3 là cái từ là reliable, là cái từ tin tưởng đúng không, đáng tin. À, thì là có thể được tin tưởng để làm những cái điều mà người ta mong muốn bạn làm. Tức là người ta tin cậy vào bạn, người ta muốn, người ta nghĩ là bạn sẽ làm được, người ta trông cậy vào bạn được. Đó thì là đáng tin. Còn cái số 4 là feeling sure about yourself and your ability. Cảm giác đó là chắc chắn, sure là chắc chắn về bản thân mình, và your ability, ability là khả năng của mình hay là năng lực. Khả năng và năng lực. Mình biết mình ở đâu, mình biết mình như thế nào. Đó là tự tin. Không có phải là tự cao nha. Tự cao tức là mình nghĩ mình hơn người ta đúng không, hay là mình tự cao tự đại á. Thì còn hay là tự tin tức là mình biết mình có khả năng làm được và mình làm luôn. Ok, giống như trên là mình biết được cái năng lực của mình là có thể nói được, nói trước công chúng, phải không? Đó là mình sẽ làm tốt cái việc đó, cho nên không bao giờ sợ vấn đề gì cả. Tiếp, not confident là không có tự tin, especially about meeting or talking to new people. Là cái số 5 này là mắc cỡ nè. Tức là người không có được tự tin, đặc biệt khi mà gặp hay là nói chuyện với những người mới. Có không? Có phải không nè. Chắc chắn trong đây sẽ có người có, người này người khác. Mà đa số, theo Trinh thấy nha, đa số mọi người đều mắc cỡ và nhút nhát khi mà gặp một cái người nào đó mới, đúng không? Đó, và đặc biệt là nếu mà người đó trên cơ mình, sếp hay là cái gì đó nữa, thì mình lại nhân đôi cái sự nhút nhát này lên mà không có dám nói nữa. Đấy, rất là bình thường, không có gì mà nó bất thường hết, đúng không? Thì đối với mình cũng vậy mà, mình dạn miệng thôi, nhưng đối với người mới mình cũng hơi e dè chứ. Hơi e dè một chút xíu thôi. Putting a lot of effort into your work and spend a lot of time on it. Bỏ rất nhiều công sức, hay là effort là nỗ lực, cố gắng á. Xí nha mọi người, chữ này mình cứ nghi ngờ mình đọc sai hoài à. Chữ này rốt cuộc là mình có đọc đúng không vậy? Thường mình nói chuyện mình hay nói chữ này lắm nè. Effort. Đúng nha. Effort. Putting a lot of effort into your work and spending a lot of time on it. Bỏ rất nhiều công sức, sự nỗ lực vào công việc của bạn và bỏ rất nhiều thời gian cho nó. Chính là cái người rất là chăm chỉ, làm gì cũng chăm chỉ. Ok. Mẹ mình là một cái người chăm chỉ, từ việc nhà, là nội trợ. Khi mẹ mình đi buôn bán, mẹ mình cũng chăm chỉ thức khuya dậy sớm. Khi đi làm công nhân, vẫn là người được sếp tin tưởng và làm việc tốt nhất, luôn là được thưởng cuối tháng. Trời ơi, hâm mộ đó nhất là người phụ nữ đó nha mọi người. Effort. Tiếp theo là the ability to laugh and understand when something is funny. À, ok, cái khả năng cười và hiểu khi một cái thứ gì đó nó vui, ability to laugh. Vậy là mình cũng được tính là hài hước chứ, tại vì người ta nói giỡn mình hiểu, mình không có đợi phải giải thích. Chỉ có cái là mình không có thể gây ra tiếng cười nhiều cho người khác thôi. Ô, vậy mình cũng được số 3 đi chứ hả? Mình số 4 mình nhạt quá. Ok, cũng hên quá. Rồi tiếp, a serious person is quiet and doesn't laugh very much. Đây đây đây. Một người nghiêm túc thì luôn yên lặng và không cười nhiều, cho dù nói giỡn cũng không có cười. Rất là nghiêm túc, chắc chắn không phải mình rồi. Ok, tiếp theo số 9 nha. Able to stay calm. Có khả năng, calm là giữ bình tĩnh. Ê, cái này hay nè mọi người ơi, chắc là học thêm chữ này đi. Stay calm là giữ bình tĩnh. Mình kêu ai đó bình tĩnh. Được, được, được nha. Cái này coi vậy chứ hữu hiệu lắm nè. Khi bạn ra đường mà bạn thấy ai đó, ví dụ như là ở Sài Gòn đi, người ta có việc không may, bị té xe, bị giật đồ chẳng hạn, phải không? Thì mình nói người ta là stay calm, bình tĩnh, keep calm như hàng calm down, calm down. Đây đây, bình tĩnh xuống, calm down. Đây, giữ bình tĩnh. Trời ơi, viết chữ gì vậy? Ôi, trời ơi là trời, sao sửa được đây? Ôi, viết lộn bên này. Calm down, bình tĩnh đi. Đó, người hãy giữ bình tĩnh. Bình tĩnh thì sao? Dịch tiếp câu này. Có khả năng giữ bình tĩnh, not get angry và không giận dữ, especially đặc biệt là when things take a lot of time, đặc biệt là những cái gì đó mà nó mất nhiều thời gian. Đó, tức là đi kẹt xe trong thành phố đừng có chửi thề. Ai mà chửi thề là mất bình tĩnh. Ok, mình sẽ bình tĩnh từ từ thôi, không có gì phải vội. Cho nên là
Người này là rất là kiên trì, kiên nhẫn. Mình là đi chiếc xe cho thành phố là nhiều khi là đi như xe đạp điện luôn đó. Nhưng không khó, phàn nàn, hơi ngán một chút thôi. Ok, rồi. Vậy là đầy đủ hết rồi phải không? Ok. Rồi đây người ta chỉ cho mình một cái cách trả lời câu nha. Hồi nãy mình có chỉ cho mọi người là anh ấy như thế nào đúng không? What's he like? Anh ấy như thế nào? Thì câu trả lời mình sẽ trả lời là he is very gì đó cộng với cái tính từ mình muốn nói. Ví dụ như là he's very nice, anh ấy rất là tốt. Chứ mình không có nói là he's like. Câu hỏi có chữ like nhưng câu trả lời không có chữ like nha. Nếu như mình muốn hỏi là anh ấy như thế nào, phân biệt được với câu là anh ấy thích gì không? What does he like thì mới trả lời là he likes cái món gì đó. Còn nếu như mà hỏi về tính cách như vậy thì sẽ không có chữ like xuất hiện trong câu trả lời nha. Đây mình phân biệt cho mọi người luôn. Câu hỏi bình thường nè, what does he like là anh ấy thích gì? Trả lời ra là he likes coffee chẳng hạn, anh ấy thích uống cà phê chẳng hạn. Thì đây là có chữ like tại vì mình hỏi là thích cái gì. Động từ chính của mình là từ thích. Được chưa? Đó, thì phải có chữ thích. Còn đây là hỏi anh ấy như thế nào, nó bằng với chữ how á. Ở đây mình không dùng chữ how, không, mình hỏi không hỏi là how he like, mình hỏi what he like là anh ấy như cái gì vậy? Nhưng thật ra mình sẽ dịch, mình biết các bạn dịch chữ how là như thế nào, nhưng ở đây người ta không nói như vậy ha. Rồi, câu hỏi là what he like, anh ấy như thế nào? Trả lời là he's very nice, he's very handsome, he's very patient, he's very hardworking. Cái gì cũng được, nhưng không có chữ like trong đó thôi. Rồi, kỹ càng ha. Ngoài ra bài này còn có cái opposite. Opposite có nghĩa là trái nghĩa. Hồi nãy giờ thì mình cũng có một số cái trái nghĩa trên kia rồi, nhưng ở đây người ta tổng hợp và thêm vô cho mình mấy cái thôi. Ở đây ở trên mình có là trái nghĩa rồi nè. Đó, ở đây thêm vô mấy cái nữa nè. Ví dụ như là generous chà. Thêm từ vựng nè, thực ra là có đâu đó rồi chứ không phải là mới dạy lần đầu đâu. Nhưng mà biết đâu có người mới coi video của mình hôm nay thì sao? Mình có subscriber tăng mà. Chắc là có người mới coi. Cái video dạy từ vựng đầu tiên của mình được 17.000 view rồi hay sao á. Nhưng mà nó rụng từ từ ha. Chứ không ai mà học từ đầu tới cuối cuốn nó được. Mình không thể nào mong chờ vậy đúng không? Một khóa học người ta cũng rụng mà. Generous. Rồi chữ này generous. Không đọc là gain, không đọc là zen mà là generous. Generous, chén chờ. Giống hơi giống cái chén nhưng mà nó pha với chữ giờ nữa. Nó vừa chữ chờ và nó vừa chữ gì luôn. Gen, cảm giác đầu người. Gen, hơi cong lưỡi nữa. Generous. Rồi, generous là người rộng rãi, rộng lượng. Đây, người ta có giải thích cho mình dịch cho mọi người cái giải thích nha. Happy to give more money or have than is usual. Tức là rất là vui khi cho nhiều tiền hay là cho nhiều sự giúp đỡ hơn là thông thường. Tức là cho như rất là đủ rồi nhưng người này thường cho hơn. Ok, rồi thì trái nghĩa về là generous là mean, là người ích kỷ. Tức là đáng lẽ cho bình thường được rồi, người này luôn luôn cho ít hơn. Ích kỷ, mean. Thì cái chữ mean này ngoài ra còn có nghĩa là ý nghĩa nữa đúng không? What does it mean, phải không? Thường các cô anh văn hay hỏi what does it mean, chữ này có nghĩa là gì đúng. Chữ này có nghĩa là ích kỷ nữa nha. Vừa có nghĩa là ý nghĩa, vừa nghĩa là ích kỷ. Thì tùy vào tình huống mình sẽ phân biệt được thôi. Rồi, mean là ích kỷ, xấu tính nữa. Ok, ghi thêm chữ này đi mọi người. Why you so mean, vừa ích kỷ mà vừa xấu tính. Ê, trời, con bí nết nó làm mắc cười quá. Ích kỷ và xấu tính. Mean. Why you so mean? Ê, câu này hay nè mọi người ơi. Không biết đâu dạy chưa nữa nhưng mà mình thì mình thấy có câu này. Why are you so mean? Ví dụ vậy nha. Khi mà mình đi ra đường đi ha. Ok. Mình hai người đi với nhau, hai người đi với nhau. Ví dụ như mình đi với mẹ mình đi. Đi ra nước ngoài á thì mẹ nói: "Trời ơi, sao mấy cái người này nói chuyện to tiếng dữ vậy? Sao không có văn hóa gì hết vậy?" Đó, từ mẹ mình chê người ta đúng không? Mình nói: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng có chê người ta, mẹ đừng có nói xấu tính như vậy. Why are you so mean?" chẳng hạn. Ủa, cái đó cũng không có mean lắm ta, cái đó chê đúng mà. À, cái này đúng hơn nè.
thấy cái người đó mập quá. Mẹ mình nói, trời ơi, coi kia cái bà kia kìa, trời ơi, coi bà mập ghê chưa kìa. Mình sẽ nói, mẹ ơi, why are you so mean? Trời ơi, sao mẹ xấu tính như vậy, sao mẹ nói xấu người ta vậy? Đó, why are you so mean? Đừng có xấu như vậy chứ, không? Nhưng mà chuyện cũng bình thường thôi mọi người. Thực ra cái suy nghĩ đó trong đầu mình cũng có, chẳng ra mình không nói ra thôi. Người châu Á của mình nổi tiếng hay nói những điều đó sau lưng người khác, đúng không? Nhưng mà miễn sao người ta đừng có nghe thôi nha, chứ đừng nói trước mặt người ta là coi chừng đi lụm răng nữa. Right? Generous and mean. Generous, rộng lượng. Mean, ích kỷ và đôi khi là xấu tính. Tiếp theo, chữ này đọc là alright. On nha, chứ không phải hot nha. Rồi, chứng minh cho mọi người coi. Honest. Đây nó không có phiên âm chữ H nha mọi người. Honest. Honest. Honest là người trung thực, là người mà y người nó có giải thích cho mình nè. Đây, giải thích bên đây nữa. Đây là cái giải thích bên sách và giải thích bên đây nó giống. Always telling the truth là người luôn nói sự thật. Ok, là người trung thực. À, chữ thật dính vô rồi. Đọc mọi người ha. Honest. 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 Anh nó đọc là on, nó hơi on nè một chút xíu, cái miệng nó hơi nhỏ hơn. Honest. Honest. Nghe bọn người nghe on, honest, honest. Còn anh Mỹ là honest. Honest. Mở miệng ra thoải mái, honest, on, honest. Rồi. Honest là người trung thực. Vậy thì người mà đây, bên đây sẽ là người không trung thực, dối trá. Dishonest. Nó có chữ dis ở trên trước, giống như là dislike đúng không? Nó đó, nó là như vậy đó. Đây. Dishonest. 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 Nó là dis xong rồi honest, nhưng mà nó dính với nhau cho nên là dishonest. Dishonest. Thằng dishonest này B2, còn cái thằng honest này là B1. Thêm chữ dis cái được thêm một cái B hả? Ok, honest và dishonest. Tiếp theo mình sẽ có clever, intelligent. Clever hay là intelligent đều có nghĩa là có thể. Đây mình dịch nghĩa mọi người nghe đây nha. Able to learn, có khả năng học. Understand things và hiểu cái mọi thứ quickly, rất nhanh chóng, là người thông minh. Là người clever hay là intelligent. Thực ra hai chữ này có một chút xíu khác nhau. Clever kiểu nó hơi lỡ lõi một chút, nó hơi khôn lỗi một tí hơn là intelligent. Ok, intelligent thường nói về trí khôn, thông minh, học tập á. Rồi, clever, intelligent có dễ đọc không? Chữ clever đọc rất là thích nè. Đọc chữ này cảm thấy rất thích luôn. Từ này mấy giây? A2. Clever. Clever, clever. Rồi, tiếp theo rồi đọc luôn. Từ này được A2 luôn. Intelligent. 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 Nhìn dài nhưng cũng dễ đọc luôn. Hai từ này đều nghĩa là thông minh. Thì trái với thông minh thì nó hơi ngu một chút. Đây là chữ ngu nha. Hơi ngót nghét một chút. Nói ngu buồn chết. Thật ra thì ai chẳng có phút giây. Ủa sao chữ này mình viết đó sẽ tủ bịch nữa rồi. Ai chẳng có phút giây nào đó hơi ngốc nghếch trong cuộc đời. Ai mà khô máy đâu. Rồi cũng không có ai mà ngốc nghếch mãi. Stupid. 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 Rồi, hai cách đọc nhìn hơi khác chút, nhưng mà cũng không có gì khác mấy. Tại vì cái vần của anh nó là stew. Nó hơi yêu một chút xíu. Stupid. Stew. Stew. Nó hơi yêu một chút xíu. Stupid. Anh nó hay có những âm nó hơi chu mỏ. Nguyên âm nó hơi chu hơn, hơi khép cái miệng hơn của Mỹ. Mỹ thoải mái hay stupid. Ok, Mỹ như vậy. Stupid. Stupid. Có lẽ mọi người nghe hai chữ này nó không có khác gì nhau đúng không? Chữ nào nó cũng chửi mình ngu hết trơn á. Stupid. Stupid. Thì yes, chữ này là ngu ngốc ngốc nghếch. Hoặc là có đôi khi không phải chửi người không nha, không phải nói người không, mà nói về vật cũng vậy. Ví dụ như là gì ta? À, máy tính chẳng hạn, lâu nó hư, nó oh so stupid. Hoặc là ví dụ như để mình coi. Coi đây, ví dụ cái cục gom này của mình nè. Cái cục gom này nó cho trong cái bút chì vậy thôi, chứ mình nó dặn lên dặn xuống được nè mọi người. Đó, dặn lên dặn xuống kìa. Nhưng thật ra nó gom dưa hầy à. I look stupid. Này nó ngu lắm mọi người ơi. Nó ngu lắm, xài không được, xài dở cũng gọi là ngu được luôn nha. Ok, stupid, ngốc nghếch, ngu ngốc.
Alright, stupid. Ghi chữ ngốc đi cho nó dễ thương. Rồi, tiếp nha. Calm, hồi nãy nói chữ calm rồi, là bình tĩnh. Đây đây, ở đây bình tĩnh là một việc nha. Dịch thêm một nghĩa nữa là relax, là người này thư giãn. Bình tĩnh là người thư giãn. Và not worried or frightened, và không lo lắng hay không sợ sệt. Tức là nói chung là người này cứ từ từ, cứ từ từ. Chuyện gì đối với người này cũng như là gió thoảng mây bay, không có gì làm cho người này thay đổi được hết. Calm, rất là bình tĩnh. Người này là đại diện cho bố mình, ba mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nghĩ đến hướng giải quyết đầu tiên, không rớt một giọt nước mắt nào. Từ lúc mình sinh ra tới bây giờ là khoảng 30 năm, chưa bao giờ thấy ba mình rớt một giọt nước mắt. Cho dù trong nhà mình có nhiều người thân mất đi, nhưng mình ba mình luôn là người xoay sở mọi chuyện, luôn là người giải quyết mọi thứ, không có bị nao núng. Có hơi vội vàng đôi lúc, nhưng mà không có một cái biểu hiện gì là rối ren hết trơn á. Rất là hay. Và xử lý nhanh gọn lẹ. Đó, calm, rất là bình tĩnh. Làm nó một cách chuẩn xác, không có cập rập. Tiếp theo thì đối diện nói nghĩa với cái chữ đó là nervous. Nervous là lo lắng, căng thần kinh, lo lắng. Thì nervous ở đây mình dịch nghĩa trong từ điển này, coi coi nervous nó dịch cho mình cái gì nha. Thì nervous cũng là một cái kiểu, nó còn chữ nữa, anxious cũng là nó luôn. Nervous. Nervous. Nervous là cái người á, trời ơi, hỏi chữ nervous nó cho chữ anxious rồi cũng vậy luôn. Là cái người mà lo lắng về cái điều gì đó, hoặc là sợ sệt. Đó, thì người bình tĩnh sẽ khác với cái người mà nervous. Nervous là lo lắng hay là căng thẳng. Mà mọi người biết, khi lo lắng hay khi căng thẳng, không làm gì nên trò trống hết, đúng không? Mình phải giữ bình tĩnh. Thì thực sự thì mình cũng học được cái này từ ba mình. Đôi lúc, có nhiều lúc mình bị mất đồ, mình bị giật điện thoại này kia, thì điều đầu tiên mình làm không phải là khóc. Thứ nhất mình phải truy hô lên cái tên gì đó. Chỉ có một điều lúc đó mình ngu, mình chưa kinh nghiệm, là mình không có nhớ được cái biển số xe thôi. Nhưng mà mình đã đi trình báo công an được. Nói chung là mình nghĩ lần đó chắc ba mình cũng rất là tự hào về mình. Nhưng có một lần là ông của mình mất, ông nội mất, rất là buồn, khóc. Trời ơi, ông chửi banh đầu luôn. Nói khóc cái gì mà khóc, biết rồi mà sao lại khóc, chuẩn bị tâm lý rồi sao mà khóc. Bởi vì ông mình đã bệnh thời gian rất là lâu. Trời ơi, không hiểu tại sao ba mình làm được luôn á. Mình thì cảm thấy rất khó chịu. Anyway, trở lại chữ này, nervous hay là chữ này, anxious. Anxious. Anxious cũng giống như nervous luôn. Anxious là cũng là lo lắng, căng thẳng, bồn chồn. Đây, chữ này là search chữ nervous nó cho chữ anxious. Search chữ anxious nó cho chữ nervous là feeling worried, cảm giác lo lắng hoặc là nervous. Ok, chữ này B2 ha. Chữ này B2. Anxious, anxious là B2. Còn nãy nervous là A2 thôi. Là từ này nó hơi siêu cấp hơn từ cái ai, lộn. Từ này lo lắng, nhưng mà thằng này lo gấp nhiều hơn hả? Không phải như vậy, mà kiểu như là sao ta? Mình sẽ dùng từ lo lắng cho chữ nervous, và mình sẽ dùng chữ căng thẳng cho chữ anxious. Để chi? Lo lắng nghe nó vẻ bình thường hơn, và anxious nghe có vẻ căng thẳng, nó hơi cao cấp hơn một chút. Cao cấp hơn một chút, và người ta ít có dùng hơn một chút, thì nó sẽ, cái từ cấp độ từ nó sẽ lên một chút. Tức là từ nào mà thường sử dụng thì nó là A1, A2. Từ nào mà cao cấp hơn, chuyên nghiệp hơn, pro hơn thì nó được là B1, B2. Và những từ khoa học hơn là C1, C2. Vậy nha. Thì ở đây mình có lo lắng và căng thẳng. Mình dịch vậy nha, để mình biết mức độ của nó. Nervous hoặc là anxious, dùng cái nào thì tùy bạn thôi. Thích cái nào dùng cái đó à, không có gì đâu. Tại vì đã lo lắng rồi, có cái để dùng là may rồi, cho nó bớt lo lắng ha. Rồi, đây có language help, là giúp đỡ về ngôn ngữ. Giúp gì đây? Chúng ta sử dụng chữ kind để diễn tả người nào đó mà muốn giúp đỡ người ta rất là nhiều. Kind là người tốt bụng. Và nice or friendly or pleasant, ba chữ này nha, thì cho những cái người mà luôn happy to talk to people, rất là vui vẻ để nói với chuyện với người khác. Thì nó phân biệt ra ở chỗ này cho mình,
kind là người muốn giúp đỡ người khác là tốt bụng nhiều hơn. Còn nice, friendly và pleasant thì không phải người ta không giúp người khác, nhưng mà đa số người ta chỉ dừng lại mức độ là vui vẻ là chính, đúng không? Thì người tốt bụng thường cũng vui, và mấy người vui vui thường thì cũng tốt bụng mà, đúng không? Chứ không phải nói xấu bụng đâu. Cho nên thường mọi người dùng cái đó, kind và nice giống với nhau, đúng không? Nhưng bữa nay mình đã phân biệt được một chút xíu chỗ này nha. Kind là người giúp ích, và nice, friendly, pleasant là người vui vẻ, rồi dễ chịu, không có cọc. Còn đối diện nghĩa của nó là, chữ opposite đối diện hay đối nghĩa, unkind không có tốt bụng, unfriendly không thân thiện, unpleasant cũng không có vui luôn. Ok, lần đầu tiên mà các bạn gặp bố với mẹ của mình chắc có nghĩa lẽ mọi người sẽ nghĩ là unkind, unfriendly và unpleasant nếu mà không quen nha, còn quen thì nó ngược lại. Ok, nhìn mặt hai người đó có một cái chút gì đó rất là nghiêm trọng. Cái mặt mình thực ra cũng nghiêm trọng nếu mà để cơ mặt bình thường. Không sao đâu, không sao, mình không có dữ. Mình không có dữ lắm đâu. Không, không dữ chút nào. Tiếp, describing a friend, miêu tả một người bạn. Ok, điều đầu tiên là gì? The first thing I would say, mà tôi có thể nói about my best friend is that. Điều đầu tiên mà có thể nói về người bạn tốt nhất của tôi chính là she's very sensible. Ê, ra từ mới mọi người ơi, trời ơi. Cái này là người ta sẽ dùng cái chữ là tính toán, nhưng mà không phải đâu, nó không phải tiêu cực cho mọi người nghĩ. Là người này phải sao ta, biết suy nghĩ á, hay là biết cân nhắc á. À hả, đây mình cho mọi người coi cái chữ này luôn. Hồi xưa tụi mình học chữ sensitive. Sensitive là người mà hơi cảm xúc một chút, nhạy cảm. Còn đây sensible, cái này thì là tích cực hơn một chút nha. B1 Sensible là người, và hay là cái cách cư xử mà có thể make good judgment, tức là người đó có thể đưa ra cái nhận định đúng based on reason, dựa vào cái lý do và experience và trải nghiệm, hơn là emotional practice, emotional hay là người này có nghĩa là practical, người này nó thực dụng hơn, người thực tế suy nghĩ cân nhắc hoặc là thực tế. Mọi người có hiểu được cái con người này không? Tức là làm sao tôi khi mà điều đầu tiên nói về người bạn tôi là người này rất là sensible, rất là biết suy nghĩ. I've never known Emilia to do anything silly. Tôi chưa bao giờ thấy cái bạn này á làm việc gì mà nó silly, là nó ngu ngốc. Và I know I can always trust her, và tôi biết tôi tin tưởng được cái bạn này. Và she's also very creative, và bạn này còn có thêm cái này nữa, creative, sáng tạo. Ok, mình dịch đây cho nhanh chữ tiếng Việt cho mọi người để nó nhanh, mọi người hiểu nhanh. Lát nữa mình sẽ dịch lại cái phần nghĩa tiếng Anh dưới cho mọi người yên tâm. Và cô ấy sáng tạo, chữ đọc là, coi cái creative này là cái từ A2 thôi, không sao hết. Creative. Creative là anh Mỹ, anh. Creative. Creative là người này rất là sáng tạo. She makes things, bạn ấy làm ra nhiều thứ. And she's a very talented artist, và bạn này là một cái người tài năng. Mọi người còn nhớ chương trình Việt Nam Got Talent không? Việt Nam rồi Got Talent thì tìm kiếm tài năng Việt Nam, đúng không? Việt Nam có tài năng. Dạ, yeah. Việt Nam có tài năng. Ê, hình như cái tên này có sai không vậy? Việt Nam Got, Việt Nam's Got Talent. Ok, vậy thôi đó. Việt Nam's Got Talent. Yes. Đó là tìm kiếm tài năng Việt Nam, đúng không? Thì talent là tài năng. Talented artist là bạn này một cái nghệ sĩ tài năng. I wish là tôi ước. I had her talent, tôi ước gì tôi có được cái tài năng của bạn. Thì trong tiếng Việt tài năng nào cũng như tài năng nấy. Còn trong tiếng Anh thì tài năng bên đây là tài năng danh từ, tài năng bên đây là tài năng tính từ nha. Ok, tiếng Việt dịch ra có một chữ tài năng. À, có tài. À, vì tiếng Việt mình sẽ dịch chữ này là có tài. Sorry mọi người mới nghĩ ra. Trời ơi, hên quá à. Bạn ấy là một người có tài. Tôi ước chi tôi có được cái tài năng giống như vậy đó. Dịch ra hồi cũng có tài ba ơi. Trời ơi, nói chung là tiếng Việt của mình hai cái giống nhau. Ok, và chữ ước ở đây đặc biệt một điều các bạn thấy nha. Sau chữ ước các bạn phải dùng quá khứ. Tại vì sao? Ước ở đây nó không phải là một cái điều ước xảy ra được trong tương lai đâu. Tại vì sao các bạn nhìn nè.
Tại sao chữ ước người ta dùng quá khứ? Bạn của bạn này là có tài, nhưng bản thân người bạn đó không có. Thì cái việc mà mình không có tài mọi người, nó đã xảy ra từ quá khứ rồi. Cha sanh mẹ đẻ ra nó đã không có rồi. Trên hiện tại nó cũng không có, và trong tương lai nó cũng không có luôn. Cho nên chữ này nó chỉ có nằm trong thì quá khứ mà thôi, tức là không bao giờ có thật ở hiện tại nữa. Ok, mình hiểu cách đó nha. Thì đối với chữ ước này, người ta dùng với quá khứ, tức là một cái điều rất khó để xảy ra. Ví dụ như là mình nói là ước gì có cái iPhone 14. Có nghĩa là trong quá khứ mình không có đi mua cái điện thoại đó, cho nên hiện tại mình cũng không có cái điện thoại đó. Và trong nay mai mình cũng không có luôn. Có thể một năm sau mình cũng không có cái đó luôn nha. Cho nên là I wish I had một cái iPhone 14, là hồi đó giờ chưa giờ có. Đó là vậy đó mọi người nha. Rồi, bây giờ mình sẽ dịch cái nghĩa dưới đây nè, cho mọi người nghe luôn, cho nó đỡ bức bối nha. Đây, đầu tiên số 1, người ta cho cái từ sensible đúng không? Để mình lựa cái màu mực khác, mình lấy vô cho mọi người coi. Đây, số 1 là sensible, thấy nó khác dữ chưa? Sensible có nghĩa là practical, là người thực tế. Doesn't do stupid things, không làm những điều ngu ngốc, tức là không mê tín dị đoan, không có tin người này người kia, phải thực sự chính mắt nhìn thấy mới tin đó. Hoặc là lựa chọn trái cây hay gì là không có lựa hên xui, người này không có hên xui, người này phải là có bằng chứng rõ ràng ha, cụ thể đó, cũng hay chứ bộ. Rồi tiếp, not sensible tức là câu số 2 là người silly, là người không biết tính toán. A bit stupid, hơi bị ngu. Silly thì nó đỡ ngu hơn là stupid nha. Stupid là ngu lắm à, ngốc lắm á. Còn silly là hơi ngờ ngợt một chút thôi, hơi ngáo một chút. Nếu mà chữ stupid dịch là ngốc, ngốc, thì chữ silly này mình có thể dịch là ngáo, hơi hơi thôi, kiểu vậy á. Trời ơi, cái chữ màu vàng này nhìn không ra gì hết mọi người ha. Đổi lại. Rồi, ok. Đổi lại cái màu này. Rồi, tiếp số 3. Trust, be sure that she's honest, là chắc chắn là bạn này rất là trung thực, là tin được. Trust. Số 4 là chữ gì? Số 4 là chữ creative, là sáng tạo đúng không? Good at thinking of new ideas, tức là giỏi về cái việc nghĩ ra ý tưởng mới. And using her imagination, và sử dụng trí tưởng tượng. Ok. Mình ước chi mình có cái này nhiều một chút á. Tại vì mình rất, hồi đó mình rất là thích học vẽ, mình rất là thích học thiết kế. Nhưng mà chợt nhận ra là cái khả năng của mình bắt chước là nhiều. Mình bắt chước thì giỏi, chứ mình làm cái mới nó không có. Có thể là bắt chước một ít rồi tạo ra một nửa khác, chứ tạo ra một cái gì đó mới hoàn toàn thì mình không làm được. Giống như việc dạy học trên internet, người ta đã làm rất lâu rồi mình mới làm. Chỉ có cái mới là mình dạy cái bài này một cách khác thôi, dạy cách người ta không dạy thôi. Tiếp theo, have a natural ability. Đây, số 5, có tài là có một cái khả năng thiên bẩm hay là tự nhiên. Natural, tự nhiên. Ability, ability là năng lực. Thường cái ability này mọi người sẽ thấy trong cái CV xin việc á, là năng lực á, khả năng á. Rồi, có một cái tài năng, khả năng, tự nhiên đẻ ra nó đẹp cũng là một loại tài năng đó mọi người, thật sự luôn đúng không? Người nào mà nhìn đẹp vô là thấy là thắng chắc. Rồi, I would like to have her talent but I haven't got it. Đây, số 6 nè, là tôi ước, tức là tôi ước gì tôi có cái giống cô đó, nhưng mà tôi có tài giống cô đó nhưng mà tôi không có, thì không bao giờ có luôn mà, đúng không? Rồi, bây giờ đã xong rồi, rất nhiều thứ cho hôm nay luôn đó mọi người, có dễ có khó, nhiều thứ để học à. Nếu mà các cô chú anh chị em nào mà mình thấy mình cần phải đi học bài một chút, mình cần phải coi lại, thì mọi người sẽ ghi chép ra đàng hoàng, đi học bài, sau đó mới làm bài tập, hoàn toàn ổn, không vấn đề gì cả. Còn người nào thấy vẫn dễ quá, mình có thể làm, thì mình đi tiếp nè. Mình sắp được nghỉ một vài phút rồi. Thứ nhất, mọi người sẽ làm cái này cho mình. Bài tập đầu tiên là hãy tìm 5 cái cặp từ đối nghĩa với nhau và để chúng vào cái cột. Ok, thì đây có chữ nice là dễ chịu hồi nãy đúng không? Thì mình sẽ kiếm một cái chữ đối nghĩa với nó, mình để vào bên đây. Thì đó, mình phân loại hết cái đám trong này, mình để xuống là được. Việc làm thứ hai, 11.2 là hãy viết cái nghĩa đối của cái từ này bằng cách là thêm cái prefix, thêm phía trước một cái gì đó. Ví dụ có chữ kind, thêm chữ unkind vô, phải không? Thì cái này là học thuộc mà làm được, do đọc riết nó quen rồi làm được, chứ không có cách gì nhớ hết nha. Rồi,
So, ba, describe the person. Describe the person là tả một cái người in the sentences, trong cái câu này, in one word. Hãy tả cái người trong câu này bằng một từ, có nghĩa là sao? Người ta tả người nè, anh của tôi is in the office from AM to 6 PM every day. Anh tôi làm việc từ 6 giờ sáng, từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều mỗi ngày. Thì là quá là chăm chỉ rồi, hard working. Mình biết ở đây có nhiều người còn chăm hơn vậy nữa, không có thời gian đi học anh văn luôn mà, đúng không? Rồi, 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều thì cũng có gì đâu, rất là bình thường. Thậm chí mẹ mình bây giờ có khi cũng làm tới tối luôn. Người phụ nữ ấy thì là chăm chỉ quá. Rồi, tiếp theo nha. Để tiếp theo mọi người làm đi chứ hả? Dạ, tương tự đây cũng vậy. Ráng dịch nghĩa ra nha. Nếu không được, cứ dùng từ điển thoải mái. Dùng từ điển Việt Anh cũng được, Google hay cái gì cũng được. Miễn sao mọi người tìm được một cái nghĩa thích hợp là được. Nghĩa thích hợp hay không là mình sẽ cảm nhận. Và lát nữa Trinh sẽ dịch bài cho mọi người nghe. 11.4 là hoàn thành câu. Hoàn thành câu là gì? Thì cũng giống tương tự như bài trên vậy đó. My sister can't wait for anything. Chị của tôi không thể đợi cho một cái việc gì hết. Tức là người này không kiên nhẫn. She is so impatient. Đúng không? Không kiên nhẫn mà. Điền chữ impatient vô. Tương tự giống bài trên luôn á. Chẳng qua là ở đây nó điền giữa câu, nó điền tùm lum chỗ thôi, không có gì khác hết. Và over to you này thì lát nữa mình nói sau đi. Đi uống nước cái. Rồi mọi người làm bài đi nha. Có thể tắt video để học bài trước đi. Rồi làm bài cho nó thuộc, cho nó được gọi là sao ta, hiệu quả. Coi như là xong bài này mình sẽ nhớ được một chút. Còn Trinh nghĩ chút xíu. Nãy giờ nói quên thở luôn hả ta? Có thở mà ít. Ok. Rồi, làm bài đi. Bài này Trinh làm rồi. Mọi người tắt video làm bài không? Ok, tắt đi chứ Trinh không đợi được đâu. Trinh sửa bài luôn. Để xong này Trinh sẽ dắt Binet đi chơi. Nó ngủ quá yêu mà. Hay ngủ quá yêu vô. Trời ơi. Cục đen thật lùi có thấy gì đâu. Sao mà đen thế? Oh, why you so mean? Sao mình lại mean như thế với nó? Ok, bài của mình làm nè. Ok. Vừa làm vừa copy trong sách nha mọi người. Có cái hiểu có cái không nha. Mình sẽ giải thích cho mọi người mình đã làm cái gì trong này. Rồi thứ nhất cho cái này nó to lên xíu cho mọi người dễ nhìn. 125 mình cho 150 hay 160 hả ta. Nãy mình làm 160. Ok rồi to lên rồi đó. Đầu tiên mình có chữ nice là tốt bụng. Thì tốt bụng nó sẽ không giống với thằng unpleasant. Mình sẽ điền cái unpleasant ở đây. Đó, nó trái nghĩa với thằng này. Tốt bụng thì sẽ trái nghĩa với không tốt bụng. Tiếp mình sẽ có chữ mean. Nhưng mà chữ mean này thì nó có nghĩa là tiêu cực mà đúng không? Nó ích kỷ, mình sẽ đem chữ mean qua đây. Rồi, vậy thì cái chữ tích cực của nó chính là chữ gì mọi người? Là chữ generous. Đó, thì mình sẽ làm vô đây generous nè. Mọi người làm đúng không? Ê, viết thành gì rồi, viết thành cái kiểu ngu gì rồi. Generous. Tiếp theo mình có chữ sensible. Là người biết cân nhắc, thận trọng, tính toán. Cái chữ mà người có biết tính toán trong tiếng Việt cũng có hai nghĩa. Một là người đó tính toán quá, tức là người đó cũng hơi khá ích kỷ đúng không? Hay suy tính cho bản thân mình. Hoặc là người biết tính toán cũng có nghĩa là người biết kinh doanh, phải không? Thì sensible này nó sẽ đối diện, đối nghĩa với chữ là silly. Người biết suy nghĩ thì nó sẽ khác với người silly. Hình như mình là thuộc người silly ấy. Mình chưa bao giờ tính toán cái gì luôn hả trời. Tiếp, người lazy là người lười biếng. Hơi một chút màu của mình đây nữa. Lazy thì sẽ khác với người hardworking. Mọi người làm đúng không? Chắc là đúng mà ha. Đây, lazy nằm đây, hardworking. Cái nào làm xong mình gạch đây là mình sẽ còn lại thôi. Thì người bình tĩnh là tốt nè. Rồi người nervous là người lúc nào cũng căng thẳng. Đúng rồi, khác với ba mình. Ba mình là người rất là bình tĩnh. Còn mẹ mình thì ngược lại nha, chăm chỉ lắm. Nhưng mà cái gì cũng phải xong sớm, xong trước. Lo lắng trong tâm trạng, nơm nớp, lo sợ. Ok, tiếp theo mình sẽ có 11.2. Write the opposites using the correct prefix. Thì unkind rồi đúng không? Friendly sẽ là unfriendly, thân thiện và không thân thiện. Pleasant,
unpleasant. Nhưng patient sẽ là impatient. Honest sẽ là dishonest. Reliable là unreliable. Rồi ok, mình làm xong rồi, mọi người điền đúng không? Đúng sai là do nhớ thôi. Bây giờ tiếp theo mình dịch nghĩa và làm cho mọi người cái này nha. Rồi, anh tôi thì làm việc chăm chỉ đúng không? Câu này nãy nói rồi. He has never bought me a drink in 10 years. Anh ấy không bao giờ mua cho tôi một ly nước trong vòng 10 năm qua. Ok, anh này khá là ích kỷ nha. Ok, anh này kỳ quá. Nhưng mà đôi khi mình cũng phải nghĩ lại, mình có cho anh ta gì không? Mình nói ta cho mình trời, đúng không? Alright, nhưng mà nói chung anh trai này thì chắc chắn là ích kỷ rồi đó. Tiếp, she often promises. Cô này luôn hứa to do things, để làm điều gì đó. But sometimes she forgets. Nhưng đôi lúc cô quên. Thì người này không tin tưởng được. Unreliable. Ok. Hứa nhưng mà đôi lúc quên. Mình có hơi biện luận chút xíu nha. Lỡ quên thôi chứ làm gì ghê vậy. Nhưng mà nếu trường hợp mà đôi lúc là phải như là often, thường xuyên, tức là hứa nhưng mà thường xuyên không làm á, thì đó mới gọi là không có tin tưởng được chứ. Còn này sometime nhiều dữ vậy luôn hả? Ok, nhưng mà nói chung là bà này unreliable. My teacher explains things again and never gets angry. Giáo viên của tôi giải thích những cái thứ lặp lại và không bao giờ tức giận, là người rất là patient, rất là người là kiên nhẫn, đúng không? Ok. Mình thì lúc đi học nếu mà có người nào như vậy mình sẽ rất là biết ơn luôn á. Tại thường mình cảm thấy rất là ngu khi mà mình nói cái gì, thầy cô nói cái gì mà mình không có hiểu được á. Lúc đó mình sẽ rất là buồn. Cho nên biết cái tâm trạng đó, đôi khi học sinh của mình, trừ khi mà nó hỏi mười mấy hai chục lần á, thì cái đó hơi khó chịu thiệt. Nhưng mà đa số thì nếu mà kiểu như là nó khó quá, bạn nó không hiểu, bạn nó hỏi lại thì vẫn được. Trừ khi mà hỏi hoài mà quên á, thì cái đó thì cũng phải khó chịu chứ đúng không? Khó chịu chút thôi. Nhưng mà chuyện quên là chuyện bình thường nha. Emma finds difficult to meet people and talk to strangers. Emma cảm thấy rất khó khăn để gặp người khác và nói chuyện với người lạ. Thì bạn này nghĩ là rất là mắc cỡ, rất là shy. Tiếp, Noah is practical and doesn't do anything stupid. Bạn rất là thực tế và không bao giờ làm những cái điều gì mà ngu ngốc hết. Thì bạn này sensible, người rất là biết tính toán, rất là suy nghĩ. Our teacher is nice. Giáo viên tôi rất là nice, rất là dễ thương. But he's quiet. Nhưng mà ổng rất là im lặng. And he doesn't laugh a lot. Và ổng không có cười nhiều. Là ổng này rất là serious, rất là nghiêm, phải không? Rất là nghiêm khắc, nghiêm trọng, nghiêm túc. Rồi nó, nhưng mà ổng không phải là quạo. Ổng cũng rất là nice, tức là ổng bình thường. Ổng không có cau có gì hết. Nhưng có điều là ổng không có thường cười thôi. Ok. Chắc ok, không có giống ai hết. Mình chưa bao giờ thấy người vậy hay sao. Daniel is very relaxed and doesn't seem to worry about things. Cái người này rất là thư giãn và không có vẻ gì là lo lắng, tức là người calm, rất là điềm tĩnh. My boss is really good at using his imagination to think of new ideas. Sếp của tôi rất là giỏi về việc mà sử dụng cái trí tưởng tượng để nghĩ về những cái điều mới, gọi là creative. Ok, rất là sáng tạo. Ava can play several musical instruments. Bạn này có thể, bạn Ava này có thể chơi rất là nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Rõ ràng là tài năng rồi. Cái mà mình cảm thấy khó trong cuộc đời ngoài cái việc hóa học, tính toán ra thì chắc nhạc cụ là tiếp theo. Rất khó vô cái đầu. Tiếp, complete the sentences. Hoàn thành câu. Rồi, chị tôi không đợi được gì hết. Cho nên bà rất là không kiên nhẫn. Ok, rồi, câu này căng thẳng nè. I get very nervous before exams. Tôi rất là căng thẳng. Căng thẳng trước khi cái kỳ thi. I need to try and relax a bit more. Tôi cần phải cố gắng và thư giãn nhiều hơn. Thật ra một điều là khi mà bạn mà căng thẳng trước kỳ thi á, nó không thể nào mà thư giãn được đâu. Nếu mà trước kỳ thi mà bạn thư giãn quá là bạn rớt chắc luôn. Trước kỳ thi mình phải căng thẳng, chứng tỏ là mình có học, mình có chuẩn bị và mình có run sợ cho nó, đúng không? Chứ còn nếu mà mình không lo gì hết là mình thấy nguy cơ là bạn sắp tèo rồi đó, phải chưa? Rồi tiếp theo, I wish I could paint as well as your brother. Tôi ước chi mà tôi có thể vẽ giỏi như là anh của bạn. He's so creative. Quá là sáng tạo. Ok, rồi vẽ giỏi sáng tạo cũng được. Tức là tôi ước thôi, chứ tôi chả bao giờ làm được giống như vậy đâu. I wish.
Tiếp. Ở cái tên này không biết đọc nha. Hasn't done a thing since she's been here. Cái cô này cũng không có làm một cái gì từ lúc cô đến đây. Chà ngon à, xin việc vô không có làm hả? Honestly, thật sự là cô ấy rất là lazy. Không làm gì chắc chắn là làm biếng rồi. Không làm gì là làm biếng. I always have a laugh with my cousin. Tôi luôn luôn cười. Nói chung là have a laugh là cười vui với bạn của tôi á, với lộn với anh em họ của tôi chứ. Anh cụ thể là anh họ đúng không? He's got a great sense of humor. Tức là tôi lúc nào gặp cái anh này cũng cười, bởi vì ảnh có cái óc hài hước quá là đỉnh cao luôn. Great sense of humor. My younger sister is able to understand new ideas so quickly. Đây, em của tôi có khả năng hiểu cái điều mới rất là nhanh. Cho nên là she's very... Sao mình chữa câu này ta? Clever, gọi là intelligent. Chữ intelligent mình hết chỗ rồi mọi người. Mình lùi nó vô đây chút xíu. Intelligent, đó. Em của tôi nó hiểu mọi thứ rất là nhanh và nó rất là thông minh. Cái này có thiệt luôn. Em của mình nói như vậy đó, mình rất tự hào về nó luôn. Okay, if Sarah says she'll do it. Khi mà Sarah nói thì cô ấy sẽ làm. Khi mà cô ấy nói cô ấy sẽ làm, có nghĩa là sau đó cô ấy sẽ làm thiệt luôn. Ok, nói được làm được nha. Cái này có nghĩa là nói được làm được thì là I trust her completely. Cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng cái cô này. Sarah. Tiếp. He liked to be relaxed and confident. Anh này muốn được relaxed và muốn được tự tin. But it's just not part of his character. Tại sao mình chọn chữ character? Thứ nhất là tại sách nó chỉ cho mình vậy. Nhưng mà thứ hai mình hiểu được là anh này luôn muốn là mình được thư giãn và tự tin. Nhưng mà nó không phải là một phần trong tính cách của anh này. Tức là anh muốn vậy thôi. Nhưng mà không phải, anh không, cái tính của anh không có được như vậy. Cho nên chọn chữ character, chứ ngoài ra thì không có chọn cái gì được hết. Tiếp, he failed his exams. Anh này thi rớt kỳ thi. But he isn't. Nhưng thật ra không phải là bởi vì anh stupid. Stupid, không phải vì nó ngu. Mà là chỉ là didn't do any work. Chẳng qua là tại vì không có học thôi. Ok, trường hợp này mình gặp nhiều lắm các bạn ơi. Học sinh cấp 2, cấp 3 các bạn nó rất là sáng dạ nha. Nói cái gì cũng hiểu trên cuộc đời. Mình rất thích các bạn đó. Các bạn học sinh của mình, nhưng mà đa số, trời ơi, nó làm biếng dữ lắm. Thiệt luôn. Cho nên nhiều khi cảm thấy cũng thấy bất lực lắm chứ. Nhưng mà tại vì cái tuổi đó có thể là như vậy. Cũng thấy vui. Hầu hết những bé mà mình dạy, mình rất là thích cái tính cách của nó, rất là mắc cười. Và đôi khi có nhiều đứa mình cảm thấy là nó học nhiều, nó stress, cho nên là muốn nhét vô nữa cũng không được. Chỉ thấy là tội nghiệp quá. Tiếp, Aurora. Cái tên này sao mình không biết đọc. Helped me bake some cakes last week. Oh, cái bạn này giúp đỡ mình làm bánh vào tuần rồi. She's very kind. Nghe giúp đỡ thì chọn chữ kind, hoặc chọn chữ nice cũng không có khác lắm lắm đâu, cũng được ha. Rồi giờ có phần over to you. Hoàn thành cái quiz trong cái trang đối diện cho bản thân mình. Ủa, trang đối diện là trang trước hay trang này vậy? From all the words on the opposite page, từ những cái từ mà ở trang đối diện luôn. Which one would you most like to be? Và cái từ nào mà bạn muốn trở thành như vậy? Tức là cái tính cách nào á? Which is the one you would hate to be? Và cái tính cách nào bạn rất là ghét? Nếu mà có thể, if possible, nếu có thể, compare your answer with someone else. Rồi, cái này là mình chọn tính cách mà mình thích và mình không thích. Chỉ vậy thôi. Ok, tùy các bạn nha. Còn mình thì trong đây là quá rõ ràng, cái nào tốt mình thích, cái nào không tốt mình không thích. Vậy thôi, hết bài Describing Character. Bài này khá là hay nha. Mình rất thích bài này. Rất là hữu hiệu. Để cả đi học hoặc đi chơi, nói chuyện thường ngày, thêm được cái mớ này khá là bổ ích đó nha. Sẽ hỏi được về người này người kia đúng không? Rồi bữa nay học tới đây. Rồi mọi người học bài chung với mình. Cảm ơn mọi người đã cùng học từ bữa đến giờ. Bye bye mọi người nha.